Đức Thánh Cha chấp thuận những quy luật mới về quỹ tuyên thánh. Mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người Talitha Kum. Số lượng tín hữu Công giáo phát triển nhanh hơn dân số toàn cầu. Đức Thánh Cha chấp thuận những quy luật mới về quỹ tuyên thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận một loạt những quy luật đề ra trong việc thành lập luật mới về việc quản trị tài sản liên quan đến án tuyên thánh. Quy luật này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn hôm 4 tháng 3 và vừa được công bố trên trang tin quan sát viên Roma vào hôm qua 10 tháng 3. Quy luật mới nhằm gia tăng sự minh bạch trong việc quản trị ngân quỹ dành cho việc chi phí án tuyên thánh, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của nhà chức trách có thẩm quyền và của Bộ Phong Thánh đối với việc quản trị. Các ngân quỹ được thiết lập để trang trải các chi phí cho việc tuyên chân phước và hiển thánh, từ việc phổ biến về cuộc sống của vị tôi tớ Chúa hoặc chân phước cho đến các cuộc điều tra và hỗ trợ cho các giáo phận địa phương. Sau cùng là lễ tuyên phong chân phước hoặc hiển thánh. Và đây cũng là tin vui cho những giáo hội địa phương ở các miền truyền giáo như Việt Nam. Trong trường hợp của cha Francisco Trương Bửu Diệp, tiến trình điều tra án phong chân phước cho ngài được Vatican đề nghị vào tháng 10 năm 2014. Nhưng tiến trình này vẫn chưa được tiến hành nhanh chóng vì một trong những lý do chính là tài chính. Cha Francisco Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại một ngôi làng miền Tây Nam Việt Nam ở tỉnh An Giang. Lúc đó tỉnh này thuộc về tòa khâm sứ Phnom Penh, cũng là nơi cha hoàn tất việc tu học của mình tại chủng viện. Ngài được thụ phong linh mục tại thủ đô Phnom Penh vào năm 1924. Từ năm 1930, ngài được bổ nhiệm làm chánh sứ giáo xứ Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu, nơi mà ngài tiếp tục làm việc cho đến lúc tử đạo. Khi quân Việt Minh tiến vào khu vực này, nhiều linh mục đã quyết định rời bỏ, nhưng ngài chọn ở lại với các tín hữu của mình. Ngài đã bị bắt giam vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 cùng với 60 người giáo dân khác. Và cũng trong ngày đó, ngài đón nhận phúc tử đạo để đổi lấy sự tự do cho những người này. Hàng năm khoảng một tuần trước ngày 12 tháng 3, khách hành hương khắp nơi ở Việt Nam, bất kể là người lương hay giáo, đã tìm đến Tắc Sậy, nơi có mộ phần của ngài, để kính viếng và khấn xin. Nhiều người cho biết họ đã được ơn lành nhờ lời cầu bầu của ngài, và đặc biệt là những người không phải là tín hữu Công giáo. Mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người Talitha Kum. Tên Talitha Kum được lấy trong Thánh Kinh và nó là từ trong tiếng Aramaic, mang ý nghĩa thức dậy. Nữ tu Gabriela Botini, hội thừa sai Comboni và là một điều phối viên của Talitha Kum, một mạng lưới nữ tu quốc tế có trụ sở tại Rome, làm việc chống lại nạn buôn người. I got involved many years ago when I met a trafficked woman. Chia sẻ với Rome Report, nữ tu Botini cho biết, tôi đã tham gia mạng lưới nhiều năm trước đây khi tôi gặp một phụ nữ bị bán. Cuộc gặp gỡ này đã trở nên rất quan trọng đối với tôi. Nó đã thật sự thay đổi nhận thức của tôi về thực tế này và tôi không thể vô tư nữa. Nữ tu Botini làm việc cùng với những phụ nữ và đàn ông sống đời thánh hiến trên 5 châu lục và thuộc 70 quốc gia khác nhau. Talitha Kum tập trung thúc đẩy những sáng kiến chống lại nạn buôn người trong những bối cảnh và nền văn hóa đặc biệt của họ. Một số mục tiêu và hướng đi của Talitha Kum là thúc đẩy mạng lưới để người thánh hiến cũng như giáo dân tham gia, bảo vệ và hỗ trợ những nạn nhân của nạn buôn người, thúc đẩy những chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức và giúp đỡ những mạng lưới địa phương cải thiện khả năng đương đầu với nạn buôn người của họ. All the people of good wills are able to. Có rất nhiều điều mà tôi muốn đạt được. Tôi hy vọng rằng tất cả những người thiện chí có thể làm mới lại cam kết của họ để có thể cứu vớt lại các giá trị của tin mừng, giá trị của tình liên đới đoàn kết, những giá trị mà chúng ta nhận ra trong con người, nơi mỗi cá nhân là anh chị em của chúng ta. Nữ tu Botini chia sẻ. Vị nữ tu này cũng cho biết họ đang đi theo hướng tích cực trong phong trào chống lại nạn buôn người, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Kể từ khi thành lập,
Talitha Kum vẫn tiếp tục đẩy mạnh các khóa học và đào tạo những mạng lưới địa phương mới và hợp tác với các tổ chức khác để làm việc chống lại vấn nạn vẫn tồn tại trong thế giới hiện nay. Số lượng tín hữu Công giáo phát triển nhanh hơn dân số toàn cầu. Một trong các nội dung cuốn nghiên giám Tòa Thánh 2016 cho biết, số tín hữu rửa tội theo đạo tăng nhanh hơn dân số thế giới, theo thống kê của Vatican. Theo Văn phòng Trung ương Vatican về thống kê giáo hội, số linh mục tăng trên toàn thế giới, nhưng giảm nhẹ ở châu Âu và châu Úc. Các số liệu được ghi chép trong nghiên giám Tòa Thánh 2016 và sẽ xuất bản trong nghiên giám thống kê giáo hội, cho biết về chi tiết số nhân lực giáo hội, đời sống bí tích, các giáo phận tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Số tín hữu Công giáo đã rửa tội là 1,27 tỷ người, chiếm 17,8% dân số toàn cầu, theo báo cáo ngày 5 tháng 3. Mặc dù số tín hữu Công giáo trong giáo hội Hoàn Vũ tăng, nhưng kém năng động khi tỷ lệ ở châu Âu chỉ đạt 2%, trong khi châu Âu chiếm khoảng 40% số tín hữu Công giáo, nhưng đã bị giảm dần trong 9 năm qua. Tuy thế, với châu Úc, số ca rửa tội Công giáo tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu. Báo cáo cũng cho biết, châu Phi vẫn giữ vị trí là lục địa tăng trưởng cao nhất với 41% số lượng gia tăng của các tín hữu Công giáo, theo sau là châu Á với 20%. Phần trăm các ca rửa tội Công giáo ở Bắc và Nam Mỹ cũng duy trì ở mức cao. Đây cũng là vùng chiếm gần một nửa số tín hữu Công giáo Hoàn Vũ. Số giám mục tiếp tục tăng với 5.237 so với 4.841 giám mục năm ngoái. Tổng số linh mục triều và dòng là 415.792 linh mục, ở mức độ ổn định. Số linh mục triều tăng ở châu Phi, châu Á, Trung và Nam Mỹ, trong khi ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Úc tiếp tục giảm. Số phó thế vĩnh viễn là 44.566, tăng hơn 1.000 so với năm trước. Con số tổng cộng của các thầy trợ sĩ, tức các tu sĩ không làm linh mục, giảm nhẹ còn 54.559 cuối năm 2014 so với 55.253 cuối năm 2013. Số nữ tu tiếp tục giảm so với con số 10.846 trong năm 2014, giảm mạnh ở Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, châu Úc, trong khi châu Phi và châu Á tăng. Số chủng sinh triều và dòng hoàn thành triết và thần học đã biểu hiện suy giảm nhẹ với số 116.939 chủng sinh cuối năm 2014 so với 118.251 cuối năm 2013. Và số lượng chủng sinh được huấn luyện trở thành linh mục đa dạng ở các châu lục. Tuy nhiên, một lần nữa khảo sát cho thấy sự suy giảm rõ rệt ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi châu Phi và châu Á lại có sức sống tuyệt vời.